chương trình đọc truyện đêm khuya diễn dài Pháp Cú số 24-25, dịch giả Viên Chiếu. Pháp Cú số 24. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Phẩm: Tiếng nói của một người giàu. Câu pháp cú này được Đức Phật nói khi Ngài ngụ tại Veluvana, liên quan đến Komsa Gosaka. Ngày xưa, một trận dịch hạch hoành hành tại vương xá, ngay trong ngôi nhà của vị trưởng cố. Thú vật, rồi đến gia súc chết đầu tiên, tiếp theo là đám gia nhân và vợ chồng quản gia. Cuối cùng, bệnh dịch tấn công viên trưởng cố và vợ ông ta. Biết rằng đã mắc bệnh, hai ông bà nhìn đứa con trai đang đứng gần, mắt đẫm lệ, nói nó hãy đạp đổ bức tường và trốn đi, đừng quan tâm đến cha mẹ, mà hãy cứu mạng mình, rồi sau đó trở về nhà đào kho tàng 4 tỷ tại nơi đó để sinh sống qua ngày. Người con trai nghe nói vậy khóc sướt mướt, giã biệt cha mẹ, đạp đổ bức tường và trốn đi. Anh vào rừng tìm nơi ẩn náu, ở đó suốt 12 năm rồi mới về nhà. Khi ra đi, anh chỉ là một đứa bé. Giờ trở về, tóc và râu mọc dài, không ai nhận ra anh. Anh tìm được kho tàng và thấy còn nguyên, nhưng anh không dám lấy ra, sợ làng xóm nghi kỵ, quấy nhiễu hoặc bắt mớ mình. Vì vậy, anh tìm chỗ làm thuê để kiếm sống. Anh ăn mặc rách rưới, đến khu những người lao động và hỏi thăm xem có ai cần người làm không. Họ trả lời anh: nếu anh làm một phần việc của chúng tôi sẽ trả gạo cho anh. Làm việc gì thế các bạn? Ra lệnh và điều khiển công việc của chúng tôi. Anh phải dậy thật sớm, đi quanh những người làm và ra lệnh cho họ: các ông thức dậy đi, đem xe ra thắng ếch và bò, đã đến giờ cho voi ngựa đi ăn cỏ. Các má ơi, dậy đi, lo nấu cơm, nấu nước. Hay quá. Và anh nhà giàu nhận việc, họ cho anh nhà ở, và anh làm việc đều đặn, thật hết lòng. Một hôm, vua Bình Sa Vương, người có thể nhận dạng mọi người qua tiếng nói, nghe tiếng của anh, ông nói ngay: đây là tiếng nói của một người giàu có. Một tỳ nữ đứng gần vua nghe thế nghĩ rằng không thể xảy ra một chuyện như vậy được, và cô ta muốn điều tra nên phái người đi dò hỏi. Biết đó là một người nghèo làm việc cho những người hầu, nhà vua nghe báo cáo không nói gì thêm. Nhưng mấy ngày sau, nghe tiếng anh cất lên, vẫn đoan chắc là giọng nói của một nhà giàu. Năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui, dò xét đủ kiểu, cô tỷ nữ tâu với vua: anh chàng đó là một người nghèo. Nhưng vua vẫn không tin. Cô nghĩ chắc là vua nói đúng, nên cô thấy mình có bổn phận phải tìm hiểu sự thật. Cô xin đức vua cho 1.000 đồng, sẽ đem con gái mình đến gặp người đàn ông này và hứa sẽ đem kho tàng về hoàng cung. Rồi hai mẹ con ăn mặc rách rưới đến khu lao động, xin tá túc vài ngày trước khi đi xa. Những người tại đó chỉ nhà của Kumba Gosaka. Ban đầu anh ta không chịu cho ở, sau hai mẹ con cứ năn nỉ mãi, anh buộc lòng phải chấp nhận. Cô tỷ nữ làm đủ cách để lấy lòng anh. Nào là nấu cơm hảo hạng theo hoàng gia với nước sốt và cà ri. Cuối cùng, cô ta cắt dây niệm rừng, mỗi ngày một ít trong 3 ngày liên tiếp. Kumba Gosaka cáu kỉnh trách móc, thì cô ta cứ trả lời là không thể ngăn tụi nhóc nhảy tưng tưng lên đó. Rồi đến một hôm,
toàn bộ tấm nệm rơi xuống đất, vì đã đứt hết dây. Lần này anh không kiềm chế được, nổi giận đùng đùng. Vì không còn giường để nằm, anh ta rên rỉ: "Trời ơi, tôi biết đi đâu bây giờ?" Cô tỷ nữ không bỏ lỡ dịp đáp ngay: "Anh bạn, tôi biết làm sao. Tôi không thể đuổi bọn trẻ con hàng xóm cứ đến chơi giỡn và nhảy tưng tưng lên giường. Xin đừng phiền, xem nào, tôi có thể làm gì được cho anh?" "À, được rồi." Rồi cô quay sang cô con gái, bà mẹ ngọt ngào nói: "Con gái cưng, dọn chỗ cho anh con nằm." Cô con gái vâng lời, nằm lăn qua một bên, và anh ta nằm kế. Đêm đó họ thành thân với nhau. Hôm sau cô con gái khóc kể tự sự với mẹ. Bà mẹ an ủi con: "Ồ, có sao đâu, con rồi cũng phải có chồng, anh ta phải có vợ." Rồi bà nhận anh ta làm rể. Bà tiếp tục lên kế hoạch của mình bằng cách cho người về tâu với vua, xin ra lệnh cho nghỉ việc tại khu lao động. Ai bất tuân sẽ bị xử phạt. Nhà vua chuẩn y. Bà mẹ vợ bối rối bàn với chàng rể: "Phải làm sao? Vì nghỉ làm sẽ không có lương, mà lệnh vua thì không dám cãi." Cuối cùng bà dúi chàng rể đi vay nợ để ăn vào mấy ngày nghỉ đó. Anh ta không còn cách nào khác, đành phải trở về nơi chôn giấu kho tàng, lấy đúng một đồng cho mẹ vợ. Bà nhận tiền nhưng đem gửi cho vua và lấy tiền riêng của mình chi tiêu trong nhà. Sau đó vài ngày, bà lại xin vua truyền lệnh như thế thêm một lần nữa. Anh ta phải trở lại kho tàng lấy thêm 3 đồng nữa đem về. Phần chót kế hoạch của bà là xin vua cho mời Kumba Kusaka về triều. Anh ta không chịu đi nên bị quân lính áp đảo, nắm tay chân lôi đi. Bà trấn an anh ta, nói cứ đi, khi gặp vua bà sẽ tâu với vua để xử phạt những kẻ đã dám bắt lôi rể của bà. Rồi bà cùng cô con gái đi trước. Đến hoàng cung, bà cởi bỏ lớp rách rưới, mặc y phục sang trọng với đầy đủ trang sức lấp lánh, đứng một bên vua. Rồi Kumba Kusaka bị điệu đến trước bệ rồng để đối đáp những lời chất vấn của vua: "Ngươi là Kumba Kusaka?" "Tâu vâng." "Tại sao ngươi dối trá khi tiêu pha tài sản cách xù của mình?" "Tài sản của tôi ở đâu, đại vương? Tôi sống bằng sự làm thuê." "Không phải thế, sao ngươi lừa dối ta?" "Tâu đại vương, tôi không dối ngài, tôi không có tài sản." Vua chỉ những đồng tiền do mẹ vợ anh gửi đến và hỏi anh: "Thế những đồng tiền này là của ai?" Kumba Kusaka nhận ra đồng tiền của mình, sợ hãi đến chết cứng. Anh nhìn về phía vua, thấy hai người đàn bà kia trang điểm lộng lẫy, mới vỡ lẽ tại sao đồng tiền của mình lại lọt vào tay của vua. Thì ra đây là một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kín đáo, và hai người đàn bà này đã bị nhà vua mua chuộc. Anh sững sờ đứng chết lặng, không biết phải ăn nói ra sao. Nhà vua đoán biết hỏi dồn anh: "Nói đi, tại sao anh làm thế?" Anh run rẩy trả lời: "Tôi không có người bảo vệ, đại vương. Không ai bảo vệ anh bằng ta. Tâu đại vương, tôi rất sung sướng được đại vương bảo vệ." "Ta bảo vệ anh, tài sản của anh lớn lao đến mức nào?" 400 triệu đồng tiền, tâu đại vương." "Được rồi, ta sẽ cho chở tài sản của anh đến đây, nhưng bằng cách nào?" "Dạ, bằng xe, tâu đại vương." Khi cả gia tài của Kumba Kusaka chất đống trước hoàng cung, vua tập hợp dân chúng trong thành vương xá và hỏi: "Có ai trong thành có được khối tài sản nhiều như thế này không?" Không ai đáp được, và mọi người đồng thỉnh cầu vua ban cho anh ta chức vị. Vua đồng ý và bổ nhiệm cho anh ta làm trưởng phố
rồi gả công chúa cho anh. Sau đó, vua dẫn anh đến đảnh lễ Đức Phật, đồng thời ca ngợi hạnh tốt của anh, không ỷ lại tài sản lớn lao để hưởng thụ, chịu khó làm người nghèo, sống bằng sức lao động của mình. Đức Phật nghe xong hoan hỷ dạy rằng: một người sống như thế, này Đại Vương, là một người sống chân chánh. Trộm cắp và những hành vi xấu ác khác sẽ đè bẹp chúng, không những ở đời này mà còn gây đau khổ cho đời sau. Ngược lại, một người dù bị khánh tận tài sản, phải làm thuê làm mướn để kiếm sống, là một người sống chân chánh. Một người như thế nỗ lực hết sức mình, luôn luôn chánh niệm, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, biết dè dặt từng cử chỉ hành động, biết chế ngự thân hành, khẩu hành và ý hành, sống chân chánh, không bao giờ buông lung. Người như thế càng ngày càng dũng mãnh. Và cuối cùng, Đức Phật kết thúc bằng pháp cú: nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều, sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Pháp cú số 25: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Phẩm Châu Lợi Bàn Đặc. Câu pháp cú này được Đức Phật nói tại Veluvana, liên quan đến trưởng lão Châu Lợi Bàn Đặc. Một, Châu Lợi Bàn Đặc ra đời. Một thương gia giàu có ở Vương Xá có cô con gái đến tuổi dậy thì. Hai ông bà cho cô ở tầng lầu cao nhất của tòa lâu đài 7 tầng và được gìn giữ chu đáo. Nhưng dù vậy, cô không kiềm chế được nhiệt tình của tuổi thanh xuân nên đã lầm lỡ với người nô lệ của mình. Sợ người ta biết được tà hạnh của mình, có thể bị cha mẹ cho xé xác mình, cô gái nói với anh nô lệ cùng nhau trốn đi. Họ lấy theo vài món cần thiết và ra đi bằng cửa chính, và từ đó chung sống với nhau. Khi đứa con trong bụng đã lớn, lo sợ khi phải sanh con ở nơi xa xôi không có bà con thân thuộc, cô vợ khuyên anh chồng nên trở về nhà cha mẹ. Nhưng anh chồng vẫn còn e ngại ông bà chủ có thể giết mình nên cứ trì hoãn, hẹn lần, hẹn nữa, hết mai rồi mốt. Cô vợ chờ mãi cũng sốt ruột, nhưng cũng biết anh chồng ngốc của mình sợ tội lỗi nên không dám về. Một hôm, cô gác lại việc bếp núc, báo cho hàng xóm biết là trở về nhà cha mẹ, xong lên đường. Anh chồng về nhà thấy vắng vẻ, hỏi thăm hàng xóm, rồi tức tốc rượt theo và mắt kịp giữa đường. Ngay lúc đó cô ta lâm bồn, anh chàng hối hả hỏi vợ: gì thế em? Một thằng con trai anh ạ. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Sở dĩ tôi muốn trở về nhà cha mẹ là vì cậu con. Nay hắn đã ra đời giữa đường, vậy chúng ta không cần đi nữa, hãy trở về nhà mình. Vì đứa con sinh ra giữa đường nên được đặt tên là Bàn Đặc. Rồi đến đứa con thứ hai cũng lại diễn tiến như trước và mang tên Châu Lợi Bàn Đặc. Còn đứa lớn là Đại Bàn Đặc. Lớn lên, Đại Bàn Đặc nghe bạn bè kháo với nhau về chú bác, ông bà của mình, bèn hỏi mẹ xem nhà mình có bà con họ hàng không. Và khi được biết ông ngoại là một thương gia giàu có và đang ở tại Vương Xá, thân bằng quyến thuộc cũng ở cả đó, Đại Bàn Đặc đòi về thăm. Bà mẹ bối rối hỏi ý kiến chồng. Cả hai khổ sở không biết tính sao, vì họ vẫn còn sợ sệt. Cuối cùng họ chiều ý đứa con, đi đến Vương Xá.
trọ tại một nhà gần cổng thành, rồi nhắn tin về nhà. Hai ông bà thương gia trong nhiều kiếp luân hồi đã không có con trai, con gái, nên vui mừng nhận cháu ngoại. Còn hai vợ chồng thì được cho tiền để đi nơi khác sinh sống. Châu Lợi Bàn Đặc lúc đó còn nhỏ. Đại Bàn Đặc đã lớn khôn nên thường đi theo ông ngoại nghe Phật thuyết pháp, và lòng chàng muốn từ bỏ thế gian. Ông thương gia nghe cháu ngoại trình bày ý định như vậy, vô cùng hoan hỉ và dẫn chàng đến gặp Đức Phật. 2. Châu Lợi Bàn Đặc thành Tỳ Kheo. Đức Phật chấp nhận cho Đại Bàn Đặc xuất gia nhập tăng đoàn, giao chàng cho một trưởng lão. Chàng nhận từ trưởng lão đề mục thiền quán về năm yếu tố đầu tiên cấu tạo thân, thuộc lòng gần hết Phật ngôn, an cư suốt mùa mưa, miên mật tu hành, và do chuyên cần tinh tấn hành thiền, chàng đắc quả A-la-hán, được hưởng nguồn hỷ lạc của thiền định cũng như niềm an lạc của thánh quả. Đại Bàn Đặc nghĩ rằng em mình cũng có khả năng chứng nghiệm được pháp lạc này, nên trở về nhà ông ngoại tin cho Châu Lợi Bàn Đặc đi tu. Ông ngoại chàng rất tin vào Tam Bảo và cảm thấy hổ thẹn khi có ai hỏi về hai đứa cháu ngoại, con của cô gái bỏ nhà trốn đi vì hai lý do. Ông rất vui mừng và cho phép chúng đi tu. Châu Lợi Bàn Đặc được gia nhập tăng đoàn và thọ giới. Nhưng anh chàng quả là đần độn, 4 tháng trôi qua vẫn không thuộc nổi một bài kệ. Như hoa sen thắm đượm, tròn nở sáng tinh sương, ngào ngạt trinh nguyên hương, kìa xin mời chiêm ngưỡng, đấng thế tôn trói lọi, như mặt trời lừng không. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Châu Lợi Bàn Đặc rất thông minh. Nhưng khi vào tăng chúng, ông đã chế nhạo và đùa cợt một tỳ kheo kém trí. Vị này bị làm trò cười nên không học thuộc, thậm chí không lặp lại được lời kinh. Do quả báo này, ông tái sanh thành người đần độn. Vừa học xong một câu thì câu sau đã quên mất. 4 tháng trôi qua, ông vẫn không thuộc nổi một bài kệ. Đại Bàn Đặc thấy em mình như vậy, nghĩ rằng không thể đạt cứu cánh tối thượng của đạo, nên đuổi em ra khỏi tăng đoàn. Nhưng Châu Lợi Bàn Đặc rất tha thiết với giáo lý Phật Đà. Rời khỏi tăng đoàn, trở về đời sống thế tục là điều ông không muốn nhất trên cõi đời này. Lúc bấy giờ, Jivaka mang thật nhiều hương hoa đến vườn xoài của mình cúng dường cho Đức Phật. Nghe pháp xong, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi tiến đến vị quản chúng là Đại Bàn Đặc, xin thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo đến thọ thực tại nhà. Trưởng lão Đại Bàn Đặc nhận lời mời cả chúng tỳ kheo, trừ vị tỳ kheo đần độn không thuộc kinh kệ. Châu Lợi Bàn Đặc thấy anh mình quả là không đoái hoài đến em, không lợi ích gì mà kéo dài đời tu sĩ, nên quyết định rời tăng đoàn, về nhà hành hạnh bố thí và các công đức khác. Sáng hôm sau, ông rời tịnh xá rất sớm. Cũng sáng sớm hôm đó, Đức Thế Tôn quan sát thế gian, thấy rõ việc này, đến trước cổng chờ Châu Lợi Bàn Đặc. Khi ông đến, thấy Đức Phật bèn đảnh lễ. Đức Phật hỏi ông đi đâu vào giờ này. Ông kể tự sự, Đức Phật nói: chính ta thu nhận ông vào tăng đoàn, nay anh của ông đuổi đi, tại sao ông không đến với ta? Đến đây, ông hoàn tục thì làm được gì? Hãy ở lại với ta. Đức Phật xoa đầu ông với lòng bàn tay mang đường chỉ hình bánh xe pháp và dẫn ông đến ngồi cạnh hương thất. Xong ngài dùng thần lực tạo ra một chiếc vải thật lớn, thật sạch, đưa cho ông và nói: này Châu Lợi Bàn Đặc, ông hãy ngồi tại đây, mặt quay về hướng đông, vừa lau khăn này vừa nói: tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Đúng lúc ấy, giờ thọ thực được báo, Đức Phật hướng dẫn tăng chúng đến nhà Jivaka
và ngồi xuống chỗ đã dành sẵn. Về phần Châu Lợi Bàn Đặc, ông vâng lời Thế Tôn, vừa lau tay vào miếng vải vừa nói: "Tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn." Chiếc khăn ban đầu sạch sẽ, bây giờ nhấp nhúa. Từ đó ông nhận ra, vì thân này mà khăn đã mất hết sự sạch sẽ tinh khiết ban đầu, và nó trở thành nhiễm ô, cáu bẩn, nên thốt lên: "Các pháp là vô thường." Và ông chuyên chú và kiến giải sinh diệt này, ông khai mở tuệ giác. Đấng đạo sư biết ông đã khai mở tuệ giác liền nói: "Châu Lợi Bàn Đặc, đừng nghĩ rằng chỉ mảnh vải ấy trở thành cáu bẩn, mà ngay trong tâm ông tham ái, bất tịnh và những câu uế khác cũng đầy rẫy, ông hãy tẩy sạch chúng." Rồi Ngài phóng hào quang, hiện thân đến ngồi trước mặt ông đọc pháp cú. Tham ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính dùng để chỉ lòng tham. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch tham lam và sống đúng giáo pháp bậc vô nhiễm. Sân ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính để dùng để chỉ hận sân. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch lòng sân và sống đúng giáo pháp bậc vô hạn. Si ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính dùng để chỉ ám si. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch si đi, giáo pháp bậc không di nên theo đúng. Dứt bài kệ, Châu Lợi Bàn Đặc chứng A La Hán và các thứ thần thông. Cuối cùng với thần thông, ông thông suốt cả ba tạng kinh điển. Trong một kiếp trước, Châu Lợi Bàn Đặc là một vị vua. Có một lần trong buổi lễ đi diễn quanh thành, mồ hôi ươm trán, ông lau trán với một chiếc khăn sạch và sau đó khăn thành lem lốp. Ông nhận ra thân thể dơ bẩn của mình đã khiến chiếc khăn trước sạch sau dơ, và từ đó biết các pháp là vô thường, hiểu rõ tính vô thường, nên ở kiếp sau tẩy sạch ô nhiễm đã giúp cho ông giải thoát. Trong buổi trai tăng hôm đó, Jivaka dâng nước lên đấng thập lực. Ngài lấy tay đậy bình bát và hỏi: "Jivaka, không còn tỳ kheo nào ở tịnh xá sao?" Đại Bàn Đặc đáp: "Bạch Thế Tôn, không còn tỳ kheo nào trong tịnh xá." Đức Phật nói: "Này Jivaka, có đấy." Jivaka thưa: "Dạ được." Rồi ông cho người đến tịnh xá xem còn vị tỳ kheo nào không. Do có thần thông, Châu Lợi Bàn Đặc nghe anh mình trả lời như thế, bèn hiển lộng thần thông, biến ra hàng ngàn tỳ kheo đông dày trong vườn xoài. Người may y, kẻ nhuộm y, người khác đang tụng đọc kinh. Chẳng có người nào giống người nào. Khi gia nhân của Jivaka thấy các tỳ kheo, ông liền quay về và nói: "Thưa gia chủ, các thầy tỳ kheo ở vườn xoài rất đông." Tại vườn xoài, trưởng lão Bàn Đặc hóa thân ngàn vị xong thì vườn xoài tịnh tọa đến khi được mời. Đức Phật bảo gia nhân trở lại tịnh xá nói Thế Tôn cho đòi gặp Châu Lợi Bàn Đặc. Nhưng khi ông đến nói câu ấy, cả ngàn miệng các tỳ kheo đồng thanh la lên: "Ta là Châu Lợi Bàn Đặc." Ông ta ra về thưa lại. Đức Phật nói: "Hãy trở về tịnh xá một lần nữa và nắm tay người đầu tiên nói: Ta là Châu Lợi Bàn Đặc, mời đi." Những người còn lại sẽ biến mất ngay tức khắc. Và sự việc xảy ra đúng như vậy, ông ta trở về với Châu Lợi Bàn Đặc. Cuối bữa thọ thực, Đức Phật dạy Jivaka giữ bình bát của Châu Lợi Bàn Đặc, hồi hướng công đức cúng dường. Châu Lợi Bàn Đặc khi ấy như một sư tử con rống lên tiếng rống cùng loài sư tử, hồi hướng công đức xuyên suốt tam tạng kinh điển. Rồi Đức Phật từ chỗ ngồi đứng lên, với tăng chúng vây quanh cùng trở về tịnh xá. Sau khi được các tỳ kheo chăm sóc như thường lệ, Đức Phật trở về hương thất, ban cho các tỳ kheo lời khuyên dạy của một đấng an lạc,
cho đề mục thiền quán và giải tán tăng chúng. Thế Tôn vào nghỉ trong hương thất, nằm xuống, nghiêng mình bên phải như một sư tử. Chiều đến, các tỳ kheo từ bốn phía tụ đến, giống như những tấm màn đỏ thắm di động, ngồi xuống trong pháp đường, tán thán công hạnh của Đức Đạo Sư, Đấng Toàn Giác, Pháp Vương Tối Hậu. Chỉ trong khoảng bữa ăn đã đổ cho một người đần độn 4 tháng trời không thuộc nổi một câu kệ, chứng được A-La-Hán cùng các thần thông và thông suốt cả 3 tạng kinh điển. Đức Phật biết các tỳ kheo đang thảo luận như thế, bèn rời tòa báu, đắp thượng y và hạ y, nhuộm màu rực rỡ hào quang. Thắt dây lưng nhẹ như chớp hiện, và khoác trên vai chiếc đại y giống như chiếc mền đỏ thắm của bậc an lạc. Rời hương thất ra khỏi chiếc thất tỏa mùi hương quý, Đức Phật bước đi như một voi chúa, dáng trang nghiêm khó sánh của một vị Phật, đến pháp đường. Ngài bước lên pháp tòa uy nghi lộng lẫy, từ thân phóng hào quang 6 màu như vầng thái dương vừa mọc trên đỉnh núi, làm rung động tận đáy biển sâu, và ngồi xuống ngay ở giữa. Lúc Đức Thế Tôn đến, cả hội chúng ngừng chuyện lặng im. Ngài nhìn khắp hội chúng với lòng trìu mến, tự nghĩ: hội chúng này làm ta mãn nguyện vô cùng. Đâu yên đó, không một bàn tay, một bàn chân lộn xộn, không một tiếng ho hen, một tiếng hắt hơi. Dù ta có ngồi đây im lặng suốt một kiếp, thì họ cũng sẽ làm thinh, không dám cất tiếng trước. Ngay cả hé môi cũng không, chỉ có ta mới quyết định khi nào nói đúng thời. Vì vậy, ta sẽ nói trước tiên. Và với giọng nói ngọt ngào của Đại Phạm Thiên, Ngài nói: này các tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bàn luận việc gì? Các ông đang nói gì mà ngưng ngang vậy? Nghe các tỳ kheo kể xong, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Châu Lợi Bản Đặc tỏ ra đần độn và nương tựa vào ta. Trong một kiếp trước, ông ta đã là một người đần độn và cũng đã nương tựa vào ta. Nhưng ở kiếp đó, ta khiến cho ông ấy làm chủ tài sản thế gian. Còn bây giờ, ta đổ cho ông ấy làm chủ tài sản xuất thế gian. Các tỳ kheo muốn nghe chuyện này, Đức Phật kể chuyện quá khứ. 3. Tiền thân của Châu Lợi Bản Đặc. Vị thầy lỗi lạc, chàng trẻ tuổi và vua Ba La Nại. Thuở xưa, một chàng trẻ tuổi ở Ba La Nại đi đến thành Hoa Thị để học nghề với một vị thầy rất lỗi lạc, có 500 học trò dưới tay ông. Anh làm hết mọi việc lặt vặt, đỡ đần cho thầy nhiều nhất. Từ việc rửa và sức dầu thơm chân thầy, anh đều làm một cách tận tụy. Nhưng anh lại đần độn, không thuộc nhớ một điều gì. Dù vị thầy thấy anh rất đắc lực, cố gắng dạy nghề cho anh, nhưng chỉ mất công vô ích. Thời gian đã lâu mà anh vẫn không thuộc nổi một câu kệ nào. Chán nản, anh muốn rời thầy về nhà. Vị thầy thấy anh ta hết lòng hầu hạ mình, nên cũng muốn dạy cho anh ta thành một nhà thông thái, nhưng không được. Do đó, để đền ơn phần nào, ông dạy cho anh ta thuộc một câu chú. Ông dẫn anh vào rừng và bắt học thuộc lòng câu: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi âm mưu, ta biết rồi. Tuy anh ta phải vất vả lắm mới học thuộc hết, nhưng một khi đã thuộc rồi thì không bao giờ quên nữa. Rồi ông cho chàng một số tiền làm lộ phí và dặn dò: bây giờ anh hãy đi kiếm sống bằng bài chú này, nhưng điều kiện bắt buộc là anh không được quên, phải lặp đi lặp lại hoài hoài. Và anh lên đường trở về Ba La Nại. Mẹ anh gặp lại con mừng rỡ vì nghĩ con đã học thành tài, và mở tiệc ăn khao. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đang trong thời kỳ chú tâm, xem xét từng hành động của thân, khẩu, ý.
hầu phát hiện lỗi lầm của mình. Ông tự tìm mà không thấy lỗi. Sau ông nghĩ tự mình sẽ không thấy được lỗi của mình, phải nhờ người khác. Vì thế ông đi khắp hoàng thành để lắng nghe thiên hạ phê bình vua. Ông biết rằng thói thường khi đã no bụng, người ta ưa ngồi lê đôi mách đủ thứ chuyện trên cõi đời. Và nếu vua cai trị bất công, họ sẽ kể lể nào là đời sống suy sụp, vị siêu cao thuế nặng, bị hôn quân áp bức. Còn vua cai trị công minh sẽ được tán thán về đức tính cao quý và được tung hô vạn tuế. Do đó, đêm xuống, đức vua cải trang ra khỏi cung điện, đi đến nhà dân, nhằm lúc có bọn trộm đang đào một đường hầm giữa hai nhà để chui vào. Một nhà là của chàng trẻ tuổi vừa học nghề về. Bọn trộm vào được nhà và bắt đầu dòm ngó đồ đạc. Vừa đúng lúc chàng trai thức giấc, miệng lẩm nhẩm câu chú: "Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế? Ta biết rồi." Bọn trộm nghe qua thất kinh hồn vía, tưởng là đã bị phát giác, sợ nguy đến tính mạng, liền tháo chạy xuống đường hầm, bất kể phương hướng, quăng lại bộ quần áo trên người. Đức vua đang ở gần đó, thấy bọn trộm chạy và nghe chàng trai đọc chú, ông đi đến khi trời gần sáng sớm mới về hoàng cung và ra lệnh đòi chàng trai đến để bắt truyền dạy câu chú. Anh ta đồng ý và dạy xong được vua ban cho 1.000 đồng. Viên tướng thống lãnh quân đội thời đó muốn xoán ngôi nên âm mưu với anh thổ cạo cắt cổ vua, thành công thì chức thống lãnh quân đội sẽ dành cho anh ta. Đến ngày cạo râu cho vua, anh thổ cạo vào cung thấm ướt râu vua với nước hoa, mài dao và áp vào cằm vua. Cứa cổ vua tốt nhất chỉ với 1 nhát dao, nhưng thấy con dao hơi lột nên anh ta mài dao thêm 1 lần nữa. Nhà vua bỗng nhớ đến câu chú, muốn đọc lại: "Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế? Ta biết rồi." Anh thổ cạo hết hồn, mồ hôi ướt trán từng giọt, vì nghĩ rằng đức vua đã biết toan tính của mình. Anh ta ném dao quỳ mọp sát chân vua run rẩy. Đức vua đoán ngay ra việc gì đã xảy ra nên giận dữ nói: "Tên vô lại, mi nghĩ rằng đức vua không biết gì ư? Tâu bệ hạ, xin tha mạng cho thần." "Thôi được, đừng sợ, nói hết đầu đuôi cho ta nghe." Nghe xong, đức vua gọi viên tướng lãnh đến trục xuất khỏi vương quốc và giao chức thống lãnh quân đội cho chàng trai để đền ơn. Đức Thế Tôn kết thúc câu chuyện: "Chàng trai chính là Châu Lợi Bàn Đặc và vị thầy lỗi lạc là ta." Trong 4 tháng, Châu Lợi Bàn Đặc không thuộc nổi một câu kệ, nhưng vì trong tâm ông vẫn nung nấu ý nguyện không hề lơi lỏng nên ông đã chứng quả vị A-la-hán và giờ đây đang làm chủ tài sản xuất thế gian. Đức Phật nói tiếp: "Này các tỳ kheo, một tỳ kheo khi nỗ lực hết sức mình tuân giữ giới luật thì không thể nào không làm chủ tài sản xuất thế gian được." Và Đức Phật nói pháp cú: "Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn." Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.